Dạ cô chú anh chị, hiện tại thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long và bé Ly cũng đã tới đây nha cô chú anh chị. À, em bé này ở trên gì nè, em bé này ở trên bé Ly, bé Ly ơi. Trời ơi, ơi. Ơi. Ôm lẹ lên để đi vô nha. Ủa em bé tên gì quên rồi anh? Kim Tiểu Ly, Kim Tiểu Ly. Đúng rồi. Kim Tiểu Ly. Quá trời luôn nè các bạn ơi. Trời ơi đẹp. Dạ chị Hai ngồi chồng ở ngoài. Đi đi đi. Để con vô rồi để con kêu chị Hai. Bả chưa tay anh Long tới chưa? Rồi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nè, chụp cái trời ơi. Có em bé này là tới đó liền. Quay qua đây đi tối rồi. Quay qua đây 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 tối rồi. Alo Tiểu Ly nè, gần nhà Tiểu Ly nè. Hai tháng chuốt tay tùm lum hết từ từ. Rồi, chưa vô để tới giờ hát nè. Để chị Ly đâu chị? Chỉ là chuẩn bị chị Ly vô diễn trước. Chị Ly diễn trước nha. Vô chậm chậm, vô chậm chậm lẹ lên nha. Đâu, lẹ lên. Ngoài, ngoài đi theo con vô đường này, con chỉ chị Hai. Đi, đi với con nè. À, dạ em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Hiện tại là tối đêm nay thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng sẽ có mặt để biểu diễn phục vụ cho bà con tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn ha. Và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, ca sĩ Trương Vinh và rất nhiều các nghệ sĩ khác, những thí sinh nữa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ đón xem nha. Ai giờ đi rồi, chị Hai đâu? Kìa ngồi đó đó. Ngồi đó kế ngay nhỏ mà mới đi qua áo trắng đó. Đó thuốc trọng đó ngồi nó áo đỏ xong tới áo chầm cam tới bả ngồi trên đó chỗ bàn đàn ông bàn giữa đó đó ngay không ngồi giữa luôn không. Ôi, bà này mê trai rồi. Cái thằng bả ngồi trước cái thằng đội nón xanh đó thấy gì đâu đó thằng đội áo đỏ nón xanh đó bả ngồi trước đó đó Trương Vinh đó chồng á. Nhìn tới vậy? Tới rồi, chương trình tới trước, còn ông Long chưa tới. Ông Long tí xíu nữa, chương trình hát trước. Bánh nào mới trong bánh. Rồi, chương trình tới rồi. Có ai nữa, có ai tới nữa. Rồi, chương trình với cái thằng hát chung với nó đó. Sao quay sao thấy tối thui trời. Đang nhức đầu nghe mùi bơ này nhức đầu ghê luôn á tài. Nghe mùi chịu không nổi. Ăn nghe được mùi bơ là giờ thấy đói rồi. Tôi đang nổi da gà đây nè. Nghe cái mùi chịu không có nổi. Chờ nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long tới ha. Bên trong
Dạ quý bà con cô bác thân mến, chỉ còn ít phút nữa thì đêm nhạc hội quán ở sân Đình Viện sẽ được bắt đầu. Dạ tôi vừa kính mời quý bà con cô bác mình di chuyển về chỗ ngồi và ngồi giúp tôi ạ. Tôi vừa cảm ơn rất nhiều. Có những quý bà con cô bác mình đang ngồi phía bên ngoài á. Dạ nếu mà bóng bác nào mình muốn vô xem mà không có điều kiện thì bên ban tổ chức cũng có những cái vé để dành cho quý bà con bác, mình có thể tới để mình trao đổi để mình nhận cái vé đó mình vô xem cũng được. Dạ còn nếu mà quý bà con bác nào mình đến xem một xíu đó, rồi mình đi công chuyện á thì mình lưu ý giúp Thiên Dừa là ở bên ngoài đó cũng có nhiều bạn người ta móc túi á, mình để ý giùm Thiên Dừa ha. Cái thứ hai nữa là mình đứng mình xem thì mình tránh va chạm, được rồi là có mấy anh chị rồi đứng xem rồi cái người này đụng người kia cái hồi đánh lộn là không hay. Dạ Thiên Dừa cảm ơn rất nhiều. Mới xuống tới luôn hả? Rất là đông nha cô chú anh chị, rất đông bà con luôn. Bên trong đó là nơi mà mình lấy nước uống nha, là mình mua một cái vé, mình mua một cái vé thì sẽ được một ly nước thì một chỗ ngồi ha cô chú anh chị. Hiện tại thì bà con tới rất là đông, thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng sắp sửa tới đây để phục vụ cho bà con nha. Đông luôn. Ở đây là những cái quầy thức ăn. Nếu mà bà con đói thì có thể là liên hệ tại đây này. Chỉ còn một phút nữa thì đêm nhạc của hội quán ở sân Đình Viện sẽ bắt đầu. Dạ Thiên Dừa kính mời bà con bác mình cùng ngồi cùng chỗ ngồi ạ. Thiên Dừa cảm ơn rất nhiều. Quý bà con bác nào mình chưa có chỗ ngồi á, mình nhờ nhân viên của hội quán hướng dẫn giùm quý bà con cô bác ạ. Nam cũng tới mà. Nam với Trương Vinh. Ủa, còn anh Long đi ai vậy? Anh Long đi với Hoàng. Thì khán giả cũng tới cũng càng ngày cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Bên ngoài này khán giả cũng rất là đông luôn. Bên kia là nơi mà cho những trẻ em ha chơi. Khán giả bên đó là nơi mà mình mua vé 90.000 thì ngồi phía sau ha, còn bên đây là vé 120, vé đặt trước, vé online ha cô chú anh chị, thì sẽ có người phục vụ cho cô chú anh chị ngồi ở phía trước và một ly nước uống ha. Dạ quý bà con bác thân mến, đêm nhạc của sân Đình Viện do trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện Bình Chánh kết